Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 156, đề bài như sau. Ở địa phương em có những cây hạt kín nào có giá trị kinh tế? Như các em đã biết thì thực vật, nhất là thực vật hạt kín, có công dụng nhiều mặt, ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn như cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho con người và động vật, dùng làm thuốc, v.v. Nó là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ quốc. Vậy dựa vào lý thuyết đó, kết hợp với mục em có biết có trong sách giáo khoa trang 156 và vận dụng những hiểu biết của bản thân, các em hãy đưa ra một vài ví dụ về những cây hạt kín có giá trị kinh tế ở địa phương em. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Nói chung ở các địa phương thì đều có rất nhiều các cây hạt kín có giá trị kinh tế. Cô có thể đưa ra một số ví dụ như là lúa, ngô, đậu, lạc hay các cây ăn quả, cam, quýt, mít, dừa, v.v. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 156.